Thưa quý vị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn quân nói chung, từng cơ quan đơn vị nói riêng. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ phù hợp. Theo đó, các đơn vị Sư đoàn 9 đã tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, xác định đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, cơ sở nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn. Đơn vị luôn chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, kết hợp giáo dục thường xuyên với quản lý, rèn luyện kỷ luật. Trước hết, Đảng ủy Chỉ huy Tiểu đoàn đã lãnh đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, đồng bộ và sát với thực tế của đơn vị. Thứ hai, là chúng tôi đã tổ chức giáo dục, tuyên truyền, định hướng làm cho cán bộ chiến sĩ nhận rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của cái việc thực hiện phong trào thi đua. Cùng với tăng cường nền tảng chính trị, đơn vị tập trung đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, tăng cường huấn luyện thực hành, dã ngoại, huấn luyện đêm, kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, qua đó chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị không ngừng được nâng lên. Kết quả huấn luyện hàng năm 100% nội dung đạt yêu cầu trở lên, trong đó trên 85% khá giỏi. Diễn tập chiến thuật, bắn chiến đấu hàng năm đều đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tham gia hội thi hội thao ở các cấp, đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Nhiều tập thể được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi. Bản thân tôi cảm thấy rất tự hào về những chiến công vang dội mà lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, góp phần tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc, của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, bản thân tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, đặc biệt trình độ chuyên môn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị để nâng cao về cái chất lượng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các cái mục tiêu. Thì đối với công tác huấn luyện ngay từ đầu năm thì tiểu đoàn đã tiến hành xây dựng cái đề cương, quán triệt cái sâu sắc cái mệnh lệnh, cái công tác quân sự của tư lệnh của đoàn, hướng dẫn thực hiện kế hoạch chiến đấu của các cấp đến từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Kế thừa truyền thống vẻ vang đoàn kết, khiêm tốn, anh dũng, sáng tạo, đi là chiến thắng, đánh là dứt điểm của đơn vị có bề dày 58 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành. Cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 9 tiếp tục phấn đấu thi đua, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.